Và bây giờ xin mời các bạn tiếp theo chương thứ 33 của Vòng Tay Lửa. Tuất dừng lại ngay sát chân cầu thang, ngước lên vòm trời mờ xám. Chàng hơi nhăn mặt vì thoảng trong làn gió trong lành buổi sáng nồng nặc mùi hủy khí của những đống phân và nước tiểu thú vật. Tuất bật cười ngượng ngập nhớ tới một ước mơ thuở nhỏ. Ngày đó hình ảnh những bản thượng, những cô sinh nữ thật huyền ảo kiều diễm. Tuất thường mơ ước một ngày nào đó chàng sẽ rời bỏ những bãi cát nắng cháy. Tạm biệt xóm chài nhỏ bé, tạm biệt những con sóng ngất ngưỡng bạc đầu của biển khơi. Hóa thân là một chàng tráng sĩ áo xanh, dừng vó ngựa giang hồ bên một bờ suối, lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên kiều bá mị của một nàng sơn nữ đẹp tuyệt trần. Da trắng như tuyết, tóc ống mượt như mây đang tung tăng đùa trỡn cùng làn nước bạc. Chàng tráng sĩ Tuất, bộ võ phục còn nhem nhuốc bụi phong trần sẽ xuống ngựa, làm quen người đẹp trừng xanh, hai người sẽ yêu nhau đắm đuối. Vai tựa má kề khi vùng vẫy dưới dòng suối êm thơ, khi dìu nhau đi giữa rừng sim tím, những đêm trăng huyền ảo. Chàng tráng sĩ Tuất sẽ tạm dừng vó ngựa lãng du kết duyên tần tấn cùng người đẹp một thời gian. Rồi một ngày nọ khi dòng máu giang hồ chợt thức giấc trong huyết quản, chàng lại cất bước ra đi. Nàng sẽ mắt nhòe lệ nếu áo chàng thiết tha dặn ngày trở lại. Nhưng chàng tráng sĩ Tuất đã trót mang nợ du tử, miệt mài trong chuỗi bốn phương. Như loài gió hoang tàn vô định, biền biệt quên cả đường về bản cũ. Và nàng sơn nữ ôm con chờ chồng đến hóa đá, lưu lại hậu thế một thiên tình sử bi ai. Tuất lắc lắc đầu cười thầm. Giấc mơ thuở ấy đã bốc hơi, sơn nữ không kiều diễm như chàng tưởng tượng, da thịt họ khét mùi nắng cháy, tóc đỏ hoe cứng ngắc như râu ngâu. Mấy chiếc cọt xe mà thế giới tự hào là văn minh dùng làm tặng phẩm cho những người dân thiểu số, càng khiến họ thêm cục mịch. Nhưng Tuất không có thì giờ để buồn phiền cay đắng vì sự thật xấu xí đó. Ngược lại, mỗi lần gợi nhớ chàng thường âm thầm xấu hổ vì giấc mộng ngây dại của mình. Cũng như đã thật nhiều lần Tuất chết cống trong ngượng ngùng, khi những thảm cỏ xanh xanh mộng mị trong trí tưởng chàng chợt hiện hình với những vũng nước ao tù, những bụi gai khô cằn, những thân trong rêu tàn úa. Hàng trăm hàng ngàn ngọn trôi cá đuối đã quất lên mặt mũi thân thể chàng. Từ khi Tuất rời bỏ cổng trường, rời bỏ xóm chài hiền hòa, những bạn chài chất phác, hào sản tình nguyện vào một quân trường để ép chàng phải mở lớn mắt để nhìn rõ một nghiêm luật, không có phần mộng mơ nào cho một con người, vì con người vừa sinh ra đã được xiềng xích vào một căn phòng bằng đá. Những sợi xiềng xích vô hình ấy mỗi giờ, mỗi ngày ăn sâu vào từng thớ thịt, từng chân tóc, và chỉ ở những giây phút cuối cùng cuộc đời người ta mới chợt giật mình nhìn thấy chúng thì đã muộn, quá muộn rồi. Tuất lại khẽ trùng mình vì lạnh, đưa tay kéo cao cổ áo. Những bước chân mệt mỏi triệu buồn đưa Tuất tới bên đống lửa quay quần ba thuộc hạ. Sáu con mắt cùng ngước lên nhìn Tuất dò hỏi. Quan gỡ điếu thuốc khỏi bờ môi hơi dày thâm xì hỏi. Có gì lạ không thiếu quý? Tuất gieo mình ngồi xuống bên quan dựa lưng vào một gốc cây khẽ lắc đầu. Đại quý đang đổ xăng nhớt, đúng 4:30 lên đường. Quan mắt mấy bờ môi định nói lại im lặng. Hài và Dũng tiếp tục câu chuyện bỏ dở về những huấn luyện viên, những người bạn ở quân trường, những người con gái xinh đẹp đã để lại Sài Gòn, những tiếng cười nói hồn nhiên của hai người hạ sĩ quan trẻ khiến Tuất nao lòng. Cũng mới ngày nào nhận lãnh xong cấp hiệu của một quân trường, sau 10 ngày phép no tròn hạnh phúc, âu yếm ở buổi sáng đầu tiên nhận mặt núi rừng, nhận mặt những người thù, đau binh. Tôi đã chuyện trò thân mật với những người bạn lính mới, nhắc nhở về những kỷ niệm quân trường, những si đắm tha thiết của người tình vừa chợt thành xa cách. Nhưng xa xăm quá rồi, thoát đã gần 2 năm qua, 2 năm thù hận tuổi hổ nuôi tôi lớn khôn, những năm không thể quên và chắc không bao giờ quên được. Quên sao được, nhàn ơi, tôi dạ dỗ tôi đừng nhớ, nhưng quên lãng không tới. Nhưng em và hình ảnh trong khách sạn chiều đó vẫn chập chờn trong giấc ngủ mỗi đêm, vẫn nhói buốt chấn động tâm can mỗi lần bắt gặp một cô gái Việt đi bên một tên lính Mỹ cồng kềnh to lớn, vẫn lạnh tận trong hồn khi một bóng thiếu nữ tóc dài, mượt ống trên yên xe giữa lòng thành phố, vòng tay ngang bụng một người đàn ông nào đó, tưởng đã xa xôi, tưởng thù hận đã khiến nguôi lạnh.
nhưng em vẫn còn đó, vẫn thấp thoáng đâu đây trong tiếng cười xé lụa, trong bẻ bàng chát đắng. Tưởng suốt đời này chỉ còn khinh miệt nhòm tởm, nhưng em vẫn là em của những kỷ niệm mật ngọt, của những hơi thở liêu trai, của những tiếng nói điệu cười, những vòng tay ghì xiết, những mân trấn vỗ về. Tưởng mắt nhìn em, ý nghĩ về em không một đứa con gái làm tiền chui rút trong những căn nhà địa ngục trần gian của Sài Gòn. Nhưng cay nghiệt chưa, tại sao vẫn có những giây phút thoáng nghĩ sẽ sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi em, nếu em tìm tới quỳ bên gối tôi, và những giọt nước mắt thạch ngọc trên rèm mi công phúc sẽ gột rửa đi tất cả. Nhàn, nhàn ơi, lớp vỏ cứng anh tự tạo quanh mình chẳng biến đổi gì được gì bề trong. Anh vẫn là anh, là một cậu học sinh ngây dại, ưa mơ mộng thuở nào, mà cuộc đời là những con lốc thô bạo, là những con sóng thần biến động. Còn nhớ không nhàn, còn nhớ không, kỷ niệm giữa chúng mình quá đẹp, quá huyền hoặc, khiến tôi như một kẻ mộng du. Nhiều lúc tự hỏi phải chăng cuộc sống máu lửa hiện tại là một giấc mơ dài dữ tợn, cũng như buổi chiều hôm ấy, một giấc mơ trong cơn mù say, hậu quả của những dây dứt ám ảnh không rời ở những ngày tháng chinh chiến và đời binh ngủ, khiến mình phải cắt ngang. Mơ hay tỉnh đây, nhàn, mơ hay tỉnh đây, nhưng trong túi áo này còn lá thư nhầu nát ướt đẫm nước mắt của Mai, em gái tôi, còn những câu nhắn nhủ vụng dại của má tôi, ngoại tôi, còn những lời trách móc nghiêm khắc của ba tôi. Nhưng người chỉ huy toán này là đại quý Chuẩn, người đã cứu tôi khỏi trận đòn trong quán rượu. Tỉnh không phải mơ đâu, tỉnh nên còn nhớ biển mùa này đang động, bạn chài thường tụ năm tấm ba trong quán nhậu độc nhất trong xóm, nhìn ra khơi với ánh mắt buồn chán. Tỉnh nên còn nhớ má tôi nhắn nhủ, dù sao chuyện đã rồi con phải nghĩ tới tương lai con, nghĩ tới cảnh đơn chiếc của gia đình mình hiện tại. Tỉnh, tỉnh lắm, tỉnh nên, lúc này tôi dưng dưng nước mắt nhớ từng chữ từng nét trong lá thư ngắn ngủi của ba. Anh hùng thường lụy vì sắc, ba hiểu. Nhưng một người đàn ông chỉ biết lụy sắc mà quên những bổn phận hiếu để còn là con người không tốt. Con nghĩ kỹ đi, 2 năm đã qua rồi, thấy con vẫn lạc đường, ba không có quyền im lặng nữa. Nghe lời ba đi con, ba, ba của con, nghe lời ba như thế nào đây? Ba má đã cho con thân xác này, nhưng tim con, đầu óc con là của con, của thằng Tuất ưa mộng mị và suốt đời khờ dại. Vì thế làm sao con quên được, ngoại bảo tướng nó đi như mèo, tướng người xảo trá, bội bạc. Nhưng trước đó cũng chính ngoại đã thúc giục con làm đám hỏi, chính ngoại đã mượn định mượn nó làm sợi dây cột chân con lại. Và bây giờ sợi dây đã đứt, đã đốt cháy con. Tha tội cho con ngoại ơi, ba má ơi. Trận địa và những cơn điên cuồng tàn sát vẫn chẳng biến đổi được bản chất yếu đuối trong con. Con vẫn mãi mãi là một thằng dại gái thường bị ba má và ngoại quở trách ngày nào. Tuất gục mặt xuống lòng tay, 2 mí mắt khô cứng, trả rời toàn thân tâm. Tỉnh, tỉnh lắm, nhưng là cái tỉnh trong cơn mê thiết, tỉnh trong những cơn sốc kinh niên. Giấc mơ hoang đường đã sụp đổ, đã bị đánh thức đột ngột phủ phàng, nhưng tỉnh dậy để chìm trong một giấc mơ khác. Vì tôi là một kẻ mộng du trong thế gian này, vượt giữa vòng trời mù mịt đạn bom này, một kẻ mộng du. Ăn nằm đứng ngồi thức ngủ, và ngay khi cả làm tình một cách khả ố với những con điếm, tôi cũng hoảng hốt xa lạ như một kẻ mộng du, cũng chỉ vì em thôi, nhàn, nhàn ơi. Chiều hôm ấy tôi đã phải nghiến chặt bờ môi cho tới trướng máu, đã phải lấy kim nhọn châm chích vào da thịt để nhắc nhở mình phải biết mở lớn mắt nhìn vào những trò biển lặng của cuộc đời. Nhàn, 4 năm yêu nhau rồi, hôm đám hỏi trước ngày ra đơn vị, tôi đã tưởng không sức mạnh nào đập vỡ được ước mơ bấy lâu của chúng mình, nhưng ai ngờ lại chính em thẳng tay đập phá tất cả. Trước buổi chiều hôm ấy, mỗi lần thoáng có những ý nghĩ ngờ vực sự chung thủy của em, tôi lại nghiêm khắc quở trách tôi, vì em luôn luôn là một người tình bé bỏng, một người vợ chung thủy nhất thế gian này. Suốt 9 tháng cực nhục thụ huấn trong quân trường, đã bao đêm tôi dưng dưng lệ nhớ nhìn tấm ảnh bản thân của em. Bức ảnh có em với đôi mắt thủy tinh và nụ cười hiu hắt buồn. Đã bao buổi trưa chui rút trong một bụi gai khô chờ giờ học chiều, tôi ấp ảnh em lên ngực, đầu óc vời vẽ lên những giấc mộng tương lai hoang đường. Những thằng bạn lính thường trêu chọc gọi tôi là thằng bé thất tình,
Vợ ở nhà đi lấy dân vệ. Tối ngày ông ảnh vợ khóc hu hu, tôi chỉ biết cười lắc đầu nhìn chúng. Và thực ra cũng chẳng biết phản ứng sao hơn. Nhưng chua chát chưa, em đã phản bội tôi thật rồi. Em không lấy dân vệ nhưng lấy Mỹ đen. Một thằng Mỹ đen to lớn gấp hai tôi, gấp ba em. Nhưng tại sao sự phản bội vô lý ấy lại hình thành khi tôi đã chớm nhìn thấy hôm đón nhận lá thư em báo tin nhờ một người quen giới thiệu vào làm sở Mỹ? Và ngay chính em cũng đã từng bảo rằng tình yêu em sẽ vượt qua mọi cám dỗ của vật chất. Đáng lẽ tôi phải gặp lại em để gặn hỏi kỹ càng hơn, nhưng dù biết rõ nguyên do cũng vô ích và muộn màng rồi. Tôi chỉ biết trách tôi, trách em, trách lòng người dễ đổi thay như ngọn triều. Nhàn, Nhàn còn nhớ tôi đã bao lần khuyên nhủ em, còn nhớ bao lá thư mang con dấu của quân trường gửi về chăng, còn nhớ những gì em đã viết cho tôi chăng? Anh là chúa nghĩ quẩn đó hỉ, chưa chi đã ghen bóng ghen gió rồi, bộ ai đi làm sở Mỹ cũng giống nhau sao? Em nghĩ kỹ rồi anh à, này nhé, ba em đã già, em còn một bầy em nhỏ chỉ vài ba năm nữa, ba đã về hưu. Lương hàng tháng ba được bao lâu đâu, mai mốt em về với anh, ba làm sao lo lắng đầy đủ cho mấy đứa em bằng chúng, bằng bạn được. Chả lẽ ba nuôi nắng em bao năm trời lớn không lên đã lo xách vali theo anh chẳng báo đáp được chút nào. Lương anh cũng ba cọc ba đồng, tiền lính tính liền, sợ nuôi em chưa đủ làm sao trợ cấp cho gia đình em được. Đấy là chưa kể lúc mình sinh con đẻ cái, cảnh túng bẩn nhìn rõ như ban ngày. Anh đừng vội trách em đặt nặng vấn đề tiền bạc vật chất, nhưng mình thương nhau, nghĩ đến chuyện xây dựng thì phải biết lo xa. Đừng buồn em nghe anh. Anh cho em đi làm vài ba năm thôi, bao giờ có cái vốn kha khá em nghỉ việc ngay. Khi em về với anh, bên nhà anh cũng tránh được tiếng chì tiếng bắc là không một xu hồi môn mang về. Anh cũng đỡ so đo bóp mồm bóp miệng, đừng giận em đó hỉ. Anh giận em buồn lắm, nhưng em hiểu rằng anh không nỡ độc ác mà nghi ngờ em mâu. Phần em xin hứa là Nhàn của anh lúc nào cũng là người vợ chung thủy và yêu anh nhất trên đời, cũng chỉ vì tương lai. Tuất bật cười khô lạnh. Tương lai chúng mình, tương lai của tôi là gì, của chúng mình là gì? Hình ảnh một cái chết tối tăm trong lòng rừng thẳm. Hình ảnh một con điếm trả rưỡi phấn son truyền từ tay thằng ngoại quốc lông lá này sang thằng ngoại quốc lông lá khác. Hay cái gì? Tương lai mình là cái gì đây Nhàn? Tuất ngước mặt lên trừng trừng nhìn ngọn lửa đỏ hồng đang nhảy múa, cười cợt giữa lòng đêm đen. Câu chuyện giữa Hài và Dũng đã lắng xuống, Quang vẫn ngồi bỏ gối lơ đãng nhìn ngọn lửa, tâm trí để đâu đâu. Quang bỗng giật nhẹ tay áo Tuất nói nhanh. Thiếu quý, ông cứ ngồi im, một thằng chó chết nào đang rình rập mình. Đâu, phía sau lưng ông, nó cách mình khoảng chục thước. Mày nói rõ chỗ ẩn nấp nó đi, bụi đậm thứ hai bên phải đường mòn. Tuất cười gằn. Làm đi, bắt sống thôi, giết nó kẹt cho gia đình của ông Robert Hút. Quang vừa đặt tay vào khẩu AK-50 định đứng lên, tuốt tiếp, để xuống lại, dao bấm được rồi. Quang gật gật đầu ôm bụng đứng lên nhăn nhó. Tôi đi cầu ngã hạ sĩ. Tuốt cao giọng, lẹ lên mày. Quay sang Hài, tuốt hất hàm tiếp. Cậu vào buông mời đại bàng ra, tới giờ rồi. Hài ngơ ngác nhìn tuốt, tuốt cao có hạ thấp giọng. Lẹ lên, nhớ bảo đại quý mời ông trưởng làng ra nhận diện thằng chó chết này, dám thượng cộng lắm. Hãy khoa khoa tay trên ngọn lửa lần chốt trước khi bước đi. Tuất nhếch môi cười đanh ác chậm chạp nhặt một nhánh củi mồi thuốc. Nhưng ở giữa hơi thuốc đầu tiên, trán Tuất chợt cao lại, hình như có hơi thở của người nào thật gần. Tuất ném mạnh cành củi vào đống lửa, khẩu 6.35 đen bóng xuất hiện trên tay Tuất ném ra ba tiếng nổ khô gọn. Ngay khi có tiếng rú thảm thiết của kẻ bất đắc kỳ tử và tiếng hự đau đớn của một tên khác, như một con sóc dũng phóng phục về phía bụi rậm gần đó, Tuất bật cười khô lạnh nhét súng vào bao trùi ngã lưng vào thân cây, bình thản kéo những hơi thuốc dài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Quang và Dũng đã trở lại với hai thây người đen đúa, giọng Quang tròn tan khi ném bại binh của hắn xuống đất. Thằng này khỏe ghê, chút xíu nữa tôi lãnh đủ ngọn dao cắm của nó rồi. Dũng cười hành hạch nói lời, ấy còn bố già tôi 250 rồi, chắc bố già tôi là thầy Pháp thiếu quý. Chuẩn và Hài cũng vừa chạy tới theo sau là Y Gray. Khuôn mặt Y Gray thoáng vẻ lo ngại khi nhìn thấy hai xác người trên mặt đất. Chuẩn nhíu mày bảo Tuất, cậu cứu tỉnh thằng thanh niên này đi. Chàng quay sang Y Gray tiếp. Y quen hai người này không? Y Gray gật gật đầu. Có.
Vẻ lúng túng và bối rối của người trưởng làng không lọt qua mắt chuẩn chàng nhìn xoắn lấy y quay gặng hỏi. Tụi nó người buôn này à? Dân, tụi nó là thượng cổng. Thân thể gầy còm của y quay co trúng lại trong quảng hốt lo sợ, chuẩn vỗ vai ông ta trấn an. Y à, cứ nói thật đi, tôi không để y phải gánh chịu hậu quả đâu. Y quay trung giọng. Tụi nó là dư đảng phu rô. Chỉ vào người đàn ông lớn tuổi bị tuốt bắn vỡ sọ ông ta tiếp. Thằng Ibrac này dữ lắm, trước kia nó là thầy Pháp, giờ nó nhiều bộ hạ có súng ống, thằng nào cũng hung dữ cả, tụi tôi phải nộp thuế hàng năm cho nó. Chuẩn khẽ gật đầu ngập ngừng, còn à, thằng trẻ này, nó cầm đầu bọn thủ hạ của Ibrac, tên nó là Iho, y mong cũng biết nó dã man lắm, ai trái ý nó giết liền. Chuẩn hơi cúi đầu xuống bắt gặp hai con mắt trắng dạ của Iho, hắn cũng vừa nhận ra y Grey trích qua hàm răng một câu chửi thề đầy hận thù, chuẩn tặc lưỡi bảo quan. Khai thác nó đi, quan, xong ngày của cậu đó. Quan áp úng, à, nó biết tiếng kinh không đại quý. Chuẩn nhún vai cười nụ, nó đã đậu trung học và trước kia là giáo viên ở Lạc Thiện. Không nỡ nhìn y Grey trung rỉ trước mặt y hô, chuẩn choàng vai ông chiều vào buôn, người trưởng làng trên rỉ. Tôi sợ quá cấp bị tăng, thế nào tụi nó cũng báo thù. Dẫn đầu ngón tay chuẩn cắm sâu hơn vào bờ vai mềm nhão của y Grey như truyền cho ông niềm tin tưởng, giọng chàng đanh lại. Tôi thấy y hồ này hết phong độ rồi, y là chief of the village mà. Y Grey cười gượng gạo, lo vậy thôi, cấp vi tăng, dù sao chuyện đã rồi. Chuẩn dừng lại trước nhà Thuận hỏi độc ngột, theo ý mình nên giết hay tha thằng y hồ. Y Grey cúi đầu im lặng rồi, ông khẽ lắc đầu. Tôi không có ý kiến cấp vi tăng. Chuẩn gật đầu nhìn đồng hồ tay, 4:30 chàng đưa tay cho Y Grey bồi ngồi. Đến giờ tôi lên đường rồi, Y Grey chúc may mắn cho tôi đi. Hai bàn tay xương sẩu giá lạnh của Y Grey ấp lấy bàn tay chuẩn giọng ông thật chân thành. Cầu trời che chở cho cấp vi tăng. Chung đã bước xuống cầu thang đến bên chuẩn hỏi. À, chuyện gì đó đại quý? Chuẩn chưa kịp trả lời Thuận vừa hiện ra trước ngưỡng cửa nhìn chàng đăm đăm. Chuẩn quay sang Chung hỏi nhỏ. Hai cây thuốc đâu? Chung mở ba lô lấy ra hai cây thuốc Camel trao cho chuẩn. Chuẩn đón lấy nhét vào tay Y Grey một cây nói. Tặng y mấy gói thuốc hút chơi. Y Grey ngần ngại chưa dám nhận chuẩn đã tiếp. Y đừng từ chối, tôi buồn lắm. Xa y lần này chưa biết bao giờ mình gặp lại. Y bóc ra hút thử một điếu coi thuốc này ngon tuyệt. Y Grey lắp bắp hai tiếng cảm ơn vụng về xé tung lớp giấy cứng khiến mấy gói thuốc rơi tung tóe trên mặt đất. Ông vội vàng không ngờ nhặt lên thùng tất cả vào bụng. Chuẩn liếc nhanh về phía Thuận nói với Y Grey. Y đợi tôi chút ngang để tôi gửi cô Thuận cho ông mong một cây thuốc. Y Grey cười móm mém, gật gật đầu rồi tươi tỉnh bốc một gói thuốc mời Chung. Chuẩn chậm rãi bước lên những nấc thang chân như thoa mỡ, mắt vẫn không rời khuôn mặt hờn giận của Thuận. Thuận hốc hoảng lùi vào nhà đứng lẫn trong bóng tối. Những tiếng chân Chuẩn chơi nặng nề trên sàn mây khiến tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực. Nàng muốn vùng bỏ chạy nhưng một chất keo nào đó đã dính cứng hai bàn chân xuống sàn, dính chặt lưng nàng vào vách tre. Thuận giật mình hốt hoảng khi Chuẩn đưa cây thuốc ống ánh tới trước mặt nàng. Cô cầm giúp tôi cây thuốc cho bác trai. Từng tiếng nói Chuẩn vật vờ trao lượn trong đầu óc Thuận, rồi tới những ngón tay chạm vào cồn ngực chạy dài xuống, dừng lại ở bờ mông vỗ vỗ nhẹ lên đó đầy uy quyền. Tự dưng Thuận muốn gục đầu vào ngực Chuẩn để bật khóc nức nở, khóc thật nhiều thật lâu. Nhưng mắt nàng tráo hoảnh trận trừng nhìn Chuẩn, Chuẩn của hai con mắt trắng giả nụ cười hàm răng trắng bóng, Chuẩn của một ấm ảnh một bóng đen đè sấp trên thân thể nàng, tâm trí nàng. Chuẩn hất hàm tiếp, cầm lấy đi Thuận. Thuận lý nhí những tiếng vô nghĩa trong cuốn họng. Chuẩn dúi cây thuốc vào tay Thuận xoa nhẹ lên bụng nàng nói qua tiếng cười nho nhỏ. Thôi anh đi nghe, nếu có dịp anh sẽ ghé thăm em. Chuẩn nhìn Thuận lần cuối quay lưng bước xuống đất. Thuận nghẹn ngào nhìn Chuẩn nước mắt lăn dài trên gò má. Khi Chuẩn và người thuộc hạ đã lẫn vào đêm đen, Thuận mới bàng hoàng nhìn xuống hai bàn tay mình. Một cây thuốc lá Mỹ quà tặng cho cha tôi. Hay tiền ngủ với em một đêm hạ Chuẩn. Thuận đưa tay áo quệt ngang nước mắt. Thêm một lần bàng hoàng nhận biết nàng đã rời khỏi chỗ núp, đứng tựa vào thành cửa lặng nhìn theo Chuẩn và tấm lưng còng còng của Y Quê cũng vừa khuất ở dãy nhà trước mặt. Anh đã đi rồi, chỉ còn em đứng đây. Chỉ còn em đứng đây với những giọt nước mắt nghẹn ngào tủi cực, với cây thuốc lá hờ hững trong vòng tay. Có tiếng tréo nhỏ trong bụng Thuận, nàng khẽ trùng mình chìm đắm trong nỗi lo ngại quen mặt.
Nếu tôi có con với Chuẩn, nếu em có con với anh thì sao Chuẩn? Thuẩn hơi giật mình vì tiếng khậm khạc của cha từ trong nhà vọng ra. Nàng vọng về lau khô nước mắt, cố tạo vẻ tự nhiên nói lớn. Thầy ơi, ông đại quý biếu thầy cây thuốc này. Không có tiếng trả lời của cha khiến Thuận yên lòng. Nàng bước vào nhà đặt cây thuốc lên mặt bàn rồi chui vào màn. Trước khi tiếp vào giấc ngủ mỏi mệt gây lạnh, Thuận còn nghe rõ tiếng réo nho nhỏ trong bụng. Nàng vuốt nhẹ nhẹ lớp da bụng gọi thầm tên Chuẩn một lần cuối. Chỉ có những cơn gió hoang tàn chạy đuổi nhau dưới thung lũng trả lời nàng. Chương thứ 33 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo chương thứ 34.